Xin chào tất cả mọi người. Tiếp tục là thành cháo, bấm còn, bắt luôn, vẫn là thành cháo và xử lý nhẹ nhàng và tỷ số được rút ngắn là 1-2 cho pha phát bóng của cầu thủ Thành An. Đẹp quá rồi, gần một, bắt nhanh, đó là pha được bóng tốt của thành cháo, chân chéo với tôi. Hay quá, thế rồi, bắt xem nào. Thành cháo. Hôm nay thì một pha đá bóng rất chính xác của thành cháo ở biên bốn. Bắt xem kìa, làm rồi nhớ đây, tốt rồi, đánh mạnh đây, đấy. Vẫn còn. Bắt lên đây. Quay. Bắt chưa.
tay chân anh cháu 12 người lắm đủ rồi hết rồi rồi hôm nay thì cháu đã phá chắn thành công bắt đẹp quá đủ rồi đánh mạnh mạnh vẫn còn mạnh rồi 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 đúng rồi đẹp rồi thành công và kết thúc sau cùng là Thanh Cháo và điểm số được nâng lên là 4-3. Đây là Thanh Cháo. Đầu lúc này là 14-16. Thank you.